Tại Đồng Nai chiều qua, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã họp với lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh để rà soát, đôn đốc tiến độ các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn Đồng Nai có 19 công trình dự án trọng điểm, trong đó có dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án đường Vành Đai 3. Đây là những dự án được chính phủ chỉ đạo sát sao về tiến độ thi công cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay Đồng Nai đã hoàn tất bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành Đai 3 cũng đã khởi công. Tuy nhiên, việc triển khai thi công các gói thầu trên thực tế chưa được thực hiện. Nguyên nhân là do vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư. Đây cũng là thực trạng chung của hầu hết các công trình dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo cụ thể tình hình triển khai, những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư và ý kiến phát biểu của các sở ngành liên quan, phát biểu kết luận cuộc họp, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, việc triển khai các công trình dự án trọng điểm là định hướng chiến lược của tỉnh nhằm hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển của nền kinh tế. Theo kế hoạch, trong tuần tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ nghe Ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh và các tổ công tác của Tỉnh ủy báo cáo kết quả triển khai các công trình dự án. Quyền Chủ tịch giao trách nhiệm các chủ đầu tư rà soát cụ thể tiến độ các dự án, đề xuất giải pháp cụ thể để tăng tốc triển khai các công trình dự án, sớm đưa các công trình dự án vào khai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.